quanh mỗi bữa ăn còn mất. Hôm gọi gọi chúng ta ấy. Vâng. Anh là muốn ý của anh là muốn là giao lưu ở ngoài Thông Thanh. Vâng. Coi như là chú mở rộng cái địa bàn của chú. Đúng rồi. Vì bạn bè của anh ấy ngoài còn thương nhân nữa. Vâng vâng. Đấy. Thương nhân thì anh có chỗ nào anh thương nhân là anh tiếp thương nhân. Dạ vâng. Và sau đây là rõ ràng anh là mới mới vẻ. Vâng vâng. Đấy, nó thẳng là hôm ấy là anh ý của anh là muốn mời chú là giao lưu với chỗ thương nhân ở ngoài hồ. Dạ vâng vâng. Đấy, nhưng mà chú bảo em đi rồi. Không có ý ý gì cả. Vâng. Thế em nhưng mà anh hình như là người thế chỗ nào mà có trắng trắng thì để cho em nhé. Bây giờ các anh còn phải học em rất nhiều, thực sự đấy, rất là phải học rất nhiều. Mà thực sự ra không phải nói bảo là